mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Khoa học về sức khỏe. Đừng quên nhấn nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cùng chung tay tạo dựng cộng đồng người Việt khỏe mạnh trên khắp thế giới bằng cách nhấn nút like, share khi thấy video hữu ích nhé bạn thân mến. Xin chân thành cảm ơn. Mẹ đất hoa vàng, thuốc quý mọc dại, trị bát bệnh ở người. Có rất nhiều loại mẹ đất, tuy nhiên loại mẹ đất hoa vàng mà thường thấy ở Việt Nam nhất cũng thường được làm thuốc trong những bài thuốc đông y, chữa bệnh rất hiệu quả. Ở một số nơi, người ta còn dùng cây mẹ đất để mà làm rau trong các bữa ăn. Vị chua chua, tính mát, thường mọc trong các chậu cây kiểng, dễ ăn, dễ tìm. Nhưng mẹ đất lại có thể chữa được tới 8 loại bệnh thông thường mà nhiều người dễ mắc phải. Mẹ đất nhỏ sinh, khắc tinh, bát bệnh. Mẹ đất mọc hoang khắp nơi, còn có tên gọi khác là tạc tương thảo, toan tương thảo, tam diệp toan, là cây mọc bỏ sát đất thân mảnh, có cuống dài, mang 3 lá hình tim, hoa màu vàng, vị chua, tính mát. Trong dân gian thường làm rau tương và làm thuốc. Mẹ đất nhỏ sinh nhưng lại có thể trị được 8 loại bệnh thường gặp sau đây. 1. Trị viêm họng. Mẹ đất 50g, muối 2g, hai thứ này nhai nhuyễn và nuốt từ từ. 2. Trị sốt cao. Một nắm mẹ đất giã nát, cho vào một ít nước sôi để nguội và vắt lấy nước uống. 3. Trị ho do thử nhiệt. Kết hợp mẹ đất, rau má rửa sạch, cho vào ấm đun sôi, chia 3 lần uống trong ngày. 4. Trị ho gà. Kết hợp lá mẹ đất, rễ chanh, lá hẹ, hạt mướp đắng, đường phèn 5g, sắc lấy nước đặc và uống trong ngày. 5. Hỗ trợ điều trị tăng huyết áp. Mẹ đất 30g, hạ khô thảo 10g, cúc hoa vàng 15g, sắc uống ngày 1 lần. 6. Hỗ trợ điều trị viêm gan, vàng da. Mẹ đất hoa vàng 30g, nấu như nấu trà, chia làm vài lần uống trong ngày. 7. Trị bệnh đại tiểu tiện không thông. Dùng mẹ đất hoa vàng, mã đề mỗi thứ 20g, giã nát và vắt lấy một chén nước cốt để uống. 8. Chữa chấn thương, bị ngã sưng đau. Mẹ đất hoa vàng một nắm to, chưng nóng rồi xoa bóp vào chỗ bị thương. Lưu ý, trong mẹ đất có axit oxalic và oxalat kali với hàm lượng cao, không thích hợp với người bị sỏi thận và phụ nữ đang mang thai. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức Khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage Kiến thức Khoa học về sức khỏe.